Xin chào các bác nhá. Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Shop Tân Anh nhá. Shop Tân Anh các bác đến từ Nhật Nam, Tây Nguyên, Bắc Giang. Thì bên em Trung Quốc đồ những cái đồ dùng vật tư ngành luôn không nhá. Và đặc biệt hơn là bên em có là cái vật tư thùng nuôi của ông ngoại nhá. Ông ngoại nhá các bác nhá. Đây các bác có thể thấy nhá, đây. Thùng nuôi của ông ngoại rất là to. Đấy. Các bác có thể thấy nhá. Đây. Thì nói chung là đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn cho các bác nhá. Thì ở phần nắp của nó nhá, đây bác có thể thấy nắp nhá. Nắp thì sẽ luôn luôn là sẽ là một gỗ liền nhá. Đấy, bán liền luôn. Đây được bào mịn rất là đẹp nhá. Rất là vuông cành và sắc nhọn nhá các bác nhá. Đấy, rất là vuông vắn đẹp đẽ. Đây nhá, bác có thể thấy nhá. Nắp này, đây trà mịn hết rồi. Đấy, bào mịn hết qua nhá. Đấy, rất là đẹp. Đấy, còn phần ở thiết kế ngoài nó đây. Các bác có thể thấy nhá. Thì cửa sổ này nó thiết kế được rất là đặc biệt các bác nhá. Đây ở phần cửa thì ở phần cửa ra vào nhá các bác nhá. Nói chung là khi các bác mà để ong thì vận chuyển đấy thì mình lên đây bác kéo chéo lên như này nhá. Để cho con ong nó chui ra vào để nó đi đi lấy mật về nhá. Hoặc là đấy nhá. Đấy thì các bác khi các bác vận chuyển ong thì các bác gạt cái này xuống thôi. Gạt xuống thì là nó sẽ hở luôn cả cái cửa sổ này ra nhá. Đấy, cửa sổ thì bên em là bằng lưới nhá các bác nhá, bằng lưới thép các bác nhá. Đấy, hai bên cửa sổ này là bằng lưới thép này. Đấy, hai bên cửa sổ bằng lưới thép nhá. Đây, cực kỳ là ok luôn. Nhá thì cầu ong của nó thì luôn luôn là cầu 48 các bác nhá. 48 nhá, cầu 48. Đấy. Đây các bác có thể thấy ván ngăn đây nhá. Ván ngăn là ván ngăn gỗ thịt đi theo luôn. Đấy, ván ngăn là luôn luôn đi theo thùng các bác nhá. Đấy, anh em có thể thấy nhá. Đây thì về phần đáy của nó các bác nhá. Phần đáy của nó thì là luôn luôn sẽ là ghép các bác nhá. Ghép thì để nó đảm bảo không bị mo, không bị vênh nhá, không bị cong vênh. Đấy các bác có thể thấy nhá. Đây ghép 3 tấm các bác nhá. Ghép hình chữ N như này. Đấy, những cái mối ghép của nó như này nhá thì đặc biệt hơn là nó sẽ được bắn thêm gọi là một cái đinh, một cái nẹp đây, một nẹp ở dưới đáy thùng nhá. Đấy thì các bác nuôi ong nội thì các bác rất là ít các bác để giá nhá, thì thường các bác để ở lềm xi măng nhá. Đấy các bác có thể nhá, thì đây được bắn hai cái nẹp đây các bác nhá. Đấy, rất là chắc chắn nhá, gỗ thì cực kỳ là dày dặn rồi các bác nhá, không phải suy nghĩ về cái chất gỗ nhá. Thì bên này cũng là có một cửa sổ đây nhá các bác nhá, bên này vẫn có một cửa sổ nữa và vẫn thiết kế theo kiểu là gạt các bác nhá. Đấy, gạt các bác, gạt cái tấm này lên, gạt cái tấm này lên nhá. À, tấm lên này khi các bác vận chuyển các bác gạt lên cũng được hoặc các bác để xuống được nhá. Đấy, hai bên cửa sổ được thiết kế là như vậy nhá, thiết kế đạt tiêu chuẩn cho ngành ong ngoại các bác nhá. Thì em vẫn là có cầu ong ngoại này và thùng quay của ong ngoại nhá và chân tầng của ong ngoại cho các bác nhá. Đấy, rất là nhiều mặt hàng cho các bác luôn. Đấy, các bác quan sát kỹ nhá. Đấy, về chất gỗ thì rồi nhá, thì về phần chất gỗ của nó thì các bác yên tâm nhá, rất là xốp nhẹ nhá. Thì xốp thì cho ong rất là ưa nhá, rất là thích ong ưa với cái dòng gỗ xốp nhẹ các bác nhá. Đấy, rất là dày dặn chắc chắn nhá. Đấy, đã được ngâm và phơi khô. Đấy thì là chống muối mọt các bác nhá. Đấy các bác có thế nhá, thì em xin báo giá luôn đối với cái thùng ong ngoại này. Bên em đang cung cấp cho anh em là 300 nhá. 300.000 là đã bao phí ship, 300 là chưa có phí vận chuyển cho các bác nhá. Thì các bác lấy số lượng bao nhiêu thì các bác alo cho em, thì bên em và cho bên em địa chỉ, thì bên em sẽ tính cái tiền phí ship từ địa chỉ nhà em đến các bác là hết bao nhiêu tiền phí ship thì bên em sẽ báo lại cho các bác nhá. Đấy, và các bác review của em là 300.000 nhá. 300.000 một thùng nuôi ong ngoại như này. Thì đối với phần máng ăn nhá, phần máng ăn của nó thì thường là các bác sẽ luôn là cho máng ăn ở trên phần lắp nhá, trên phần xà cầu. Đây các bác thấy thế nhá, thì cái độ mà cái hở của trên phần lắp thùng nó khoảng được tầm 7 phân các bác nhá. Thì các bác vừa cho máng hoặc là các bác bo phấn ở bên trên xà cầu luôn. Đấy, ở phần lắp luôn, thì còn ở cái phần của đáy thùng này nhá, thì nó rất là thấp, nó chỉ còn tầm 2 phân thôi, thì các bác không thể cho ăn ở dưới đáy thùng được nhá. Mình bắt buộc phải cho ăn ở bên trên này nhá. Bên trên nắp nhá các bác nhá.
Đấy, thì mọi thông tin thắc mắc thì các bác cứ liên hệ đến số điện thoại mà em ghi trên màn hình nhá. Để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng, tư vấn nhiệt tình cho các bác luôn. Thì bác nào mà mới truy cập kênh của em thì hãy cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, thì bên em sẽ luôn cập nhật cho các bác là những cái mẫu thùng loang và những cái đồ vật tư loang thật là hiệu quả nhất gửi đến các bác nhá. Rồi hẹn gặp lại các bác đến với những cái video clip sau của em nhá. Rồi xin chào, chúc các bác là một mùa nuôi ong thật thành công nhá.